thưa toàn thể quý vị, chương trình nghệ thuật của đơn vị huyện Hiệp Hòa mang tới hội thi ca múa nhạc dân gian tỉnh Bắc Giang năm 2024 được xuyên suốt với các tiết mục hát chèo tự hào mảnh đất Hiệp Hòa, tác giả Trần Quang Đầu đặt lời theo điệu Đào Liễu, biểu diễn thanh tâm và tốt múa. Múa ký ức tuổi thơ, biên đạo Trung Kết, Thanh Thúy, biểu diễn Thanh Thúy, Minh Ngọc, Lan Anh, Thảo Nhi. Tấu sáo cùng bộ gõ Ngày hội non sông, tác giả nghệ sĩ ưu tú Ngọc Phan, Nguyễn Văn Thương, biểu diễn Phạm Xuân Phước cùng tốt múa phù họa. Sau đây, chương trình tham gia hội thi của đơn vị huyện Hiệp Hòa xin phép được bắt đầu.
nguyên liệu dân ca quan họ lời cổ người ở đường về đã khép lại chương trình tham gia hội diễn hội thi ca múa nhạc dân gian tỉnh Bắc Giang năm 2024 của đơn vị nghệ thuật quần chúng huyện Hiệp Hòa. Một lần nữa xin được thay mặt cho năm nữ diễn viên gửi tới